Đại hội đảng Trung Cộng bế mạc, tin từ Bắc Kinh. Hôm nay Trung Cộng kết thúc Đại hội đảng Cộng sản, cho thấy những manh mối đầu tiên về một sự thay đổi lãnh đạo. Sau nhiều ngày, với các bài phát biểu khoa trương, phóng đài và sự phô trương một cách giả tạo sự đoàn kết trong đảng, Đại hội đã nhất trí thông qua bản báo cáo về tình hình đất nước của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và thông qua một sửa đổi trong điều lệ đảng để tiếp tục gìn giữ lý thuyết phát triển bền vững và công bằng của ông Hồ Cẩm Đào. Bản báo cáo của ông Hồ Cẩm Đào cảnh báo rằng tham nhũng đe dọa sự cai trị của đảng và nhà nước, nhưng nói rằng đảng phải tiếp tục điều hành quốc gia, chiến đấu chống lại bất ổn xã hội đang gia tăng. Ông Hồ Cẩm Đào đã ca ngợi Đại hội đảng lần thứ 18 là một bước tiến quan trọng. Ông nói, tất cả các quyết định và kế hoạch đã được thông qua và tất cả các thành tựu đạt được tại đại hội sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn sự phát triển của sự nghiệp to lớn của chủ nghĩa xã hội với các đặc tính Trung Quốc và quyết tâm xây dựng đảng. Ông Hồ Cẩm Đào cũng kêu gọi tất cả các đảng viên chứng minh sự thống nhất và tập trung xung quanh Ủy ban Trung ương để thực hiện các mục tiêu của đất nước theo hướng dẫn của lý thuyết Đặng Tiểu Bình là tư tưởng ba đại diện và cái nhìn khoa học về phát triển. Trước phiên họp với sự hiện diện của các phương tiện truyền thông, 2.270 đại biểu đã cẩn thận bỏ lá phiếu của họ đằng sau cánh cửa đóng kín trong đại sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh để bầu cho một ủy ban trung ương đảng cầm quyền với khoảng 200 thành viên và 170 thành viên thay thế không có quyền biểu quyết. Trong một công văn ngắn gọn, Tân Hoa Xã cho biết Phó Chủ tịch Tập Cận Bình và Phó Thủ tướng Lý Khắc Cường đã được bầu vào ủy ban trung ương đảng. Kết quả này không có gì bất ngờ. Ngày mai, Ủy ban Trung ương Đảng sẽ chỉ định một bộ chính trị với vài chục thành viên và Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị là cơ quan có quyền hành cao cấp nhất với 7 thành viên, giảm từ mức 9 thành viên hiện nay. Ông Tập Cận Bình từ lâu đã được dự kiến sẽ thay thế ông Hồ Cẩm Đào, trước tiên vào vị trí bí thư đảng và sau đó là vị trí chủ tịch nước trong phiên họp hàng năm của Quốc hội vào tháng 3. Tân Hoa Xã cho biết tất cả 8 quan chức hàng đầu khác đã được dự kiến trở thành thành viên của Ủy ban Thường vụ cũng đã được bầu vào Ủy ban Trung ương, bao gồm kinh tế gia được đào tạo ở Bắc Triều Tiên, ông Trương Đức Giang, chuyên gia tài chính, ông Vương Kỳ Sơn, Bộ trưởng Bộ Tổ chức Đảng, ông Lý Nguyên Triều, người đứng đầu vùng Thiên Tân, ông Giang Gao Li và nhà bảo thủ Liêu Dung San, người đã kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông trong nước. Hơn là những khẩu hiệu, những thành viên của các cơ quan ưu tú cần phải báo cáo trước đường hướng chính sách kinh tế và chính trị trong những năm tới, bao nhiêu ảnh hưởng của ông Hồ Cẩm Đào sẽ được giữ lại và nhìn về một thập niên sau, ai sẽ là những người lãnh đạo kế tiếp của Trung Cộng.